365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 8 tháng 9. Lời Chúa. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 9, câu 24 đến câu 25. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Lời Thánh Y Nhã. Hãy chế ngự bản thân, vì nếu làm như vậy, bạn sẽ lãnh nhận chiều thiên sáng láng hơn trên trời, hơn những người có bản chất nhu mì. Suy niệm. Lời của Thánh Phaolô gửi đến tín hữu ở Côrintô nhằm nhắc nhớ họ cần phải có lòng kiên vững và ra sức sống đạo, như hình ảnh của một vận động viên chạy trên đường đua. Để có thể thắng cuộc, vận động viên cần phải dồn sức, tập trung, cố gắng và hy sinh. Hơn nữa là tay đua, anh ta cần phải kiêng kỵ đủ điều. Cũng vậy, Kitô hữu cũng cần phải nỗ lực và cố gắng từ bỏ nhiều đam mê của bản thân, cũng như nhiều điều xấu và tiêu cực từ bên ngoài đưa lại. Có như vậy, Kitô hữu có thể đạt được tinh thần sống là con cái tự do của Thiên Chúa. Thánh Y Nhã cũng nhắc nhớ ta cần phải nỗ lực chế ngự bản thân, nghĩa là làm chủ cuộc sống với các đam mê, làm cho ta trở nên nô lệ và không còn thanh thoát để sống cho Chúa và Thánh ý của Chúa. Chế ngự bản thân là cách sống có kỷ luật, có thể là tiết kiệm thời gian và sống tiết độ với các trang mạng xã hội, với lướt mạng Internet. Có thể là kiêng cữ và không dùng bia rượu và thuốc lá quá độ. Có thể là giảm bớt tiêu thụ và mua bán những gì không cần thiết. Thật vậy, theo bước Chúa cũng là con đường của kỷ luật, của tinh thần tiết độ chế ngự và làm chủ thân xác, để tất cả tập trung vào đường chạy đến với Chúa. Có như thế, thì ở cuối đường chạy, ta mới lãnh nhận được chiều thiên sáng láng hơn trên trời, là phần thưởng không bao giờ hư nát. Hồn sống trong ngày. Hôm nay, mời bạn cùng tôi tập sống ý thức chế ngự một nét xấu nào đó mà ta có. Nét xấu đó là gì vậy? Ta nên bắt đầu tập chế ngự nét xấu đó như thế nào? Trong âm thầm, ta xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nên dẫu cho con có là tội nhân, Ngài vẫn cất tiếng mời gọi con, nên bạn tâm phúc chia riêng cho Ngài. Này con thưa tiếng xin vâng, dâng cho Ngài tất cả đời con. Tự do chi nhớ chi hiểu, linh hồn thân sáng tân cả là của Chúa. Mai xưa của con ơi,
trọn vẹn ở nơi Ngài, và phần thưởng cho con là thực thi thánh ý của Ngài. Ngài ơi, con xin tha thiết cho mình được tình yêu và hồng ân ở nơi Chúa tôi, để con chia sẻ nhưng không chờ một điều gì đáp đền, và làm việc hăng say mà chẳng mong giây phút nghỉ ngơi, để biết chiến đấu dẫu có hao mòn, và để con hiến thân mà chẳng mong điều gì ngoài Chúa. Hạt mưa tan biến trong biển lớn, hạt cát mong manh giữa sa mạc khô. Tình yêu xin đáp lại tình yêu, dâng Ngài câu hát thủy chung đơn thành. Từ nay xin chết cho mình, sống cho Ngài với trọn tình yêu. Tình con mãi xin vuông tròn, với Ngài còn tiêm bước hành trình Giê-xu. Mọi sự của con nay đã thương trọn vẹn ở nơi Ngài, và phần thưởng cho con là thương thi thánh ý của Ngài. Ngài ơi, con xin tha thiết cho mình được tình yêu và hồng ân ở nơi Chúa tôi, để con chia sẻ nhưng không chờ một điều gì đáp đền, và làm việc hăng say mà chẳng mong giây phút nghỉ ngơi, để biết chiến đấu dẫu có hao mòn, và để con hiến thân mà chẳng mong điều gì ngoài Chúa. Sống cho tình yêu, chẳng mong vinh phúc hay nhục thân, cho bằng son sắc nghi cha trên trời. Tiềm vinh danh Chúa luôn luôn, dẫu thăng trầm bước đời bao dông. Tình yêu đỡ nâng đêm ngày, tâm hồn say khúc hát bằng đường Giê-xu. Mọi sự của con nay đã thương trọn vẹn ở nơi Ngài, và phần thưởng cho con là thương thi thánh ý của Ngài. Ngài ơi, con xin tha thiết cho mình được tình yêu và hồng ân ở nơi Chúa tôi, để con chia sẻ chờ một điều gì đáp đền, và làm việc hăng say mà chẳng mong giây phút nghỉ ngơi, để biết chiến đấu dẫu có hao mòn, và để con hiến thân mà chẳng mong điều gì ngoài Chúa.